Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình thảo luận bàn tròn của BBC Việt ngữ. Hôm nay hàng ngày 26 tháng 8, chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay đó là tình trạng người Việt ở Mỹ bị trục xuất về Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, ngày 12 tháng 6, một người Việt ở Mỹ, ông Trần Huy Chí, 47 tuổi, đã tử vong trong trại giam của cơ quan thực thi di trú hải quan Hoa Kỳ, hay còn gọi là ICE. Cái chết của ông Chí là một kết cục đau xót của tình trạng trục xuất thường trú nhân người Việt ở Mỹ về Việt Nam đã diễn ra trong gần một năm nay. Theo các tổ chức đấu tranh quyền lợi của người nhập cư thì kể từ tháng 9 2017 thì hàng chục người Việt đã bị bắt giữ, tạm giam và thậm chí trục xuất về Việt Nam. Để tìm hiểu về tình trạng này thì chúng tôi có mời khách mời là chị Nancy Dung Nguyễn, là giám đốc của tổ chức đấu tranh cho người nhập cư người Việt ở Hoa Kỳ, tổ chức Việt Lít. Trước khi tôi mời chị Nancy Dung Nguyễn tham gia chương trình thì tôi muốn kể lại một câu chuyện của một nhân chứng mà chúng tôi đã từng phỏng vấn trước đây, là anh Tùng Nguyễn. Anh Tùng đến Hoa Kỳ năm 1991 khi anh mới chỉ là một cậu bé 13 tuổi. Cha của anh Tùng là một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, từng bị giam giữ trong trại cải tạo của Việt Nam trước khi gia đình anh được sang Hoa Kỳ tị nạn. Anh Tùng có kể lại rằng là chúng tôi khi đó chỉ là những đứa trẻ không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra và xảy ra lúc đó giữa Cộng sản và chính quyền Nam Việt Nam. Chúng tôi chỉ biết đi theo cha mẹ đồ trốn chạy. Khi mà quay Hoa Kỳ thì anh gặp rất là nhiều khó khăn trong việc mà kết nối về văn hóa cũng như là ngôn ngữ. Đồng thời vào đó thì gia đình của anh Tùng đều sống trong những cái khu được gọi là những cái khu mà kinh tế không không khấm khá. Tùng và anh các em trai phải đi thu lượm nhôm nhựa hay là những công việc như lau chùi trường học để mà kiếm tiền phụ giúp gia đình. Điều này dẫn đến là anh sa đà vào một số phi vụ như là ăn trộm ăn cắp của một bạn bè. Khi anh 16 tuổi thì vô tình cùng một người bạn thì anh bị xét xử như một người trưởng thành và bị kết án 20 năm tù giam vì tội giết người và trộm cắp. Đến năm 2011 thì sau 18 năm tù giam, anh được thống đốc bang California ân xá vì lý lịch cải tạo tốt. Thậm chí là kể từ đó thì anh đã luôn cố gắng nỗ lực làm lại cuộc Công dân đời, trở tốt. thành một người công dân tốt. Anh đại diện cho những tù nhân người Mỹ gốc Việt hoàn lương như anh và tham gia các hoạt động giúp đỡ họ tái nhập cộng đồng ở Hoa Kỳ. Và năm 2013 anh thậm chí còn được trao giải anh hùng thầm lặng. Tuy nhiên những người như anh Tùng hiện giờ đang rơi vào cái tình trạng rằng là rất có thể dễ dàng bị trục xuất về Việt Nam. Anh Tùng nói rằng là dù ngày càng có nhiều người Việt bị bắt giữ nhưng cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ vẫn còn rất thờ ơ và hờ hững. Tụi tôi bị coi như cỏ rác, như tội đồ. Cộng đồng ở Hoa Kỳ chỉ muốn ca ngợi những người thành công chứ không quan tâm đến những người từng vi phạm pháp luật như tôi. Nhưng chúng tôi đã trả giá cho những sai lầm bằng những năm tháng trong tù rồi và tôi đang cố gắng là một công dân tốt và đóng góp cho cộng đồng. Người Việt ở đâu cũng vậy, nên thông cảm cho những người như tôi. Tuổi trẻ ai cũng non dại hết, quan trọng là mình đã học được những gì từ những lỗi lầm của mình. Vâng, tôi xin nói thêm rằng là vấn đề của anh Tùng ở đây đó là anh Tùng là một trong số những người ở trong cái diện được đáng lẽ được bảo hộ bởi biên bản ghi nhớ đã ký năm 2008. Biên bản ghi nhớ ký năm 2008 giữa chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ thì cam kết rằng là Hoa Kỳ Việt Nam sẽ không nhận những người bị trục xuất từ Hoa Kỳ nếu như họ đến Hoa Kỳ trước năm 1995. Anh Tùng đã đến Hoa Kỳ năm 1991. Tuy vậy thì anh vẫn bị nằm trong những cái diện này và có rất nhiều người như anh cũng đang đã bị bắt giữ và bị giam cầm. Sau đây chúng tôi có thể xin mời chị Nancy Dung Nguyễn tham gia chương trình có được không ạ? Dạ, chào chào Linh, dạ, chào mọi người ạ. Cảm ơn Vâng vâng. mời Nancy Linh. Vâng, rất cảm ơn chị đã tham gia chương trình. Chị đã có nghe qua câu chuyện của anh Tùng chưa ạ? Dạ vâng ạ, anh Tùng là một trong những người mà làm với Nancy trong trong cái vấn đề này. Vâng. Chị Nancy có thể cho biết về cái tình trạng mà người Việt, người người gốc Việt ở Mỹ á, đang bị bắt giữ và đang bị tạm giam và đang bị trục xuất về Việt Nam được không ạ? Chị có thể cho biết một số thông tin như là con số, số người bị bắt giữ được không ạ? Dạ, thì nói chung là cái con số ở Mỹ với mấy người Việt mà đang sống ở Mỹ mà có bằng tiếng Anh người ta kêu bằng là living with removal orders, là giống là người ta đã nước Mỹ là đã muốn cho người ta về, đó là khoảng 10.000 người, 10 tới 12.000 người. Người ta đang sống ở Mỹ, người ta đang có gia đình đi làm này kia, nhưng mà ngày nào qua ngày nào là cũng sợ là Mỹ sẽ bắt và bị trục xuất.
Vâng. Anh Cường, anh Tùng có nói về cái quan điểm của cộng đồng người Việt về những người mà đang ở trong cái diện gọi là removal order, tức là có lệnh bị trục xuất đấy. Thì anh có nói đâu là cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ thì khá là thờ ơ đối với những người mà từng có tiền án tiền sự. Thì chị nghĩ như thế nào về quan điểm của anh Tùng ạ? Thì nói chung là thực sự là đại đa số người Việt ở Mỹ là không hiểu cái tình trạng của mấy người mà có trước đây là bị vô tù và bây giờ là đang có những cái phức tạp với cái vấn đề di cư về với cái vấn đề trục xuất. Người ta tưởng là về về nhiều vấn đề này là có thể là trong gia đình là ai mà bị thì là giấu. Rất là sợ nói ra và cái này cũng ảnh hưởng giống là đi làm bằng cách gì hay là đi học hay là này kia cho nên là có thể là nhiều người Việt ở Mỹ là vẫn chưa hiểu chính xác nhiều về cái vấn đề này. Như vậy là mấy cái tổ chức giống mấy cái tổ chức của Nancy là một trong trong những công việc đó là để cho mình phải giải thích ra cho cộng đồng của mình hiểu là cái tình trạng của mấy anh chị này là như thế nào. Vâng. Thế thì tổ chức Việt Lead của chị đã hợp tác với những tổ chức nào để giúp đỡ những người như anh Tùng ạ? Thì thực sự là anh Tùng là cũng đã tự tình tạo ra một cái tổ chức ở Nam Cali tên là API Rock. API Rock ở Nam Cali, Việt Unity ở miền Bắc Cali, Việt Lead ở Phila, Mekong ở New York, the Dorchester Organizing Training Initiative ở Boston, SEAC ở North Carolina là những cái tổ chức mà bây giờ đang chú ý về cái vấn đề này trong cộng đồng người Việt của mình. Vậy thì thực sự là cộng đồng người Việt của mình là giống là mấy người là bị cái vấn đề này là giống là có trong nhiều tiểu bang lắm mà mình vẫn chưa có đủ đủ sức để cho giúp đỡ mọi người. Vâng. Tôi xin đọc một số thông tin ngoài lề đúng không? Vâng ạ. Kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền năm 2017 thì với chính sách cứng rắn hơn đối với dân nhập cư thì số lượng người nhập cư bị bắt giữ và trục xuất tăng lên nhanh chóng. Năm 2017 đánh dấu con số kỷ lục số người Việt bị bắt giữ và trục xuất là 71 người, gấp đôi con số vào 2016 và 2015 là và 35 và 32 người. Hầu hết những người bị trục xuất là những người từng có tiền án tiền sự, có lệnh trục xuất và đến Hoa Kỳ sau năm 1995, năm mà Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ sau chiến tranh. Theo dữ liệu của Bộ Nội an Hoa Kỳ thì cũng như theo như chị Nancy vừa trình bày thì có khoảng trên 8.000 người Việt ở Mỹ đang ở trong diện có thể bị trục xuất. Vâng, thế thì chị Nancy Dung Nguyễn, chị có thể cho biết thêm là phía các tổ chức như chị, Việt Lead và những tổ chức khác thì đã giúp đỡ những người Việt, có giúp đỡ những người Việt khác như anh Tùng được không ạ? Chị có thể kể một số trường hợp được không ạ? Dạ vâng ạ, thì đương nhiên đó là những cái tổ chức của mình là cái vai trò chính là để cho mình chia sẻ thông tin cho mọi người mà đang bị hoặc là giúp người ta tìm mấy người luật sư mà hiểu về cái vấn đề này tại vì cái về về vấn đề luật đó nó rất là phức tạp tại vì nó những là ảnh hưởng về hai phía luật, một đó là về di cư, một and hai là về criminal criminal law. Cho nên đó là về về pháp luật, về thông tin và cuối cùng là mình muốn giúp đỡ cộng đồng của mình vận động lên về cái vấn đề này. Ví dụ là bây giờ ICE là giữ người Việt, giống là bắt người Việt của mình mà trước đây có tiền án mà bắt và giữ rất là lâu, lâu hơn cái pháp luật của Mỹ cho nên lúc mà mình giống là mình canh mấy cái case đó, mình giúp đỡ mấy người gia đình để cho người ta hiểu cái luật cái nhân quyền của người ta như thế nào và mình giống là vận động cộng đồng người Việt của mình để cho người ta tới mấy cái văn phòng ICE hoặc là tới mấy cái detention center để cho vận động là sao mà cho cái người đó ra tại vì thực sự là cái người đó là không có phải ở hơn 3 tháng hoặc 6 tháng. Mình có một cái case mà có một anh giống là bị bắt đầu năm 2017 bắt giữ 3 tháng. Lúc đó là Việt Nam cũng là phỏng vấn rồi và từ chối rồi và vì vậy là ICE thả ra nhưng mà vài tháng sau là ICE lại bắt lần nữa và giữ lần nữa và mình thấy cái đó là rất là ác tại vì thực sự là anh đó đó là phải đi làm phải giúp đỡ cả gia đình anh có con and bây giờ đó là gia đình của anh bị bối rối lần thứ hai cho nên lúc mà anh bị như vậy thì là những cái tổ chức của mình là giống là đoàn kết với nhau đưa ra báo đưa ra
thông tin mọi người biết, cũng là kêu gọi mấy người chính phủ này kia để cho gia giúp, kêu gọi để cho thả anh này ra, tại vì Việt Nam đã từ chối rồi, cho nên là cái đó là một cái case mà anh đó là cuối cùng là cũng được được thả, vì những cái công việc của mọi người đưa tay vô. Cho nên là thực sự là bây giờ đó ở Mỹ á, là mình mong muốn là cộng đồng người Việt của mình hiểu là cái hệ thống của ICE á, là nó rất là bí mật, nó rất là no transparency, no accountability, và mình không có muốn là cộng đồng của mình là bị giống là mất trong cái network of detention centers mà bây giờ đang mở ra ở Mỹ. Cái vấn đề này là rất là quan trọng, không có phải cộng đồng của mình không, nhưng mà mỗi cộng đồng mà đang giống là bị ICE nó đang target, cho nên là cộng đồng C, cộng đồng Á Đông, Đông Nam, Đông Nam Á, cộng đồng Campuchia, vân vân. Vâng. Như chị nói thì tôi cũng muốn đề cập thêm rằng là ngoài Việt Nam thì những nhóm cộng đồng người người Campuchia ở Mỹ cũng đang bị trục xuất. Theo như thông tin được biết thì có hơn 100 người Campuchia đã bị trục xuất về để trục xuất khỏi Hoa Kỳ trong vòng một năm qua. Tôi không biết chắc chắn là những người này đã trở về Campuchia hay là được đưa đến một địa điểm khác, tôi không, đây là điều tôi không chắc. Thế chị thì chị có thể nói rõ thế là chị có tổ chức của chị, tổ chức Việt Lít hay là những tổ chức khác đã bao giờ tiếp xúc với người nào mà đã trục xuất về Việt Nam chưa? Theo tôi biết thì là đã có người tên là Phạm Chí Cường, ông Phạm Chí Cường hay là ông Bùi Thanh Hưng là đã bị trục xuất hoàn toàn về Việt Nam rồi. Thì không biết là các tổ chức ở bên Hoa Kỳ đã có tiếp xúc với những người này và có giúp đỡ gì không ạ? Thì đương nhiên đó là ví dụ mình cũng có vài anh mà mình giống giống là muốn giúp đỡ ở bên này, mình làm việc với gia đình người ta để cho tìm một mấy người luật sư giúp đỡ, nhưng mà cuối cùng là người ta vẫn bị trục xuất. Thì mấy anh đó và gia đình đó đó thì mình vẫn theo dõi và xem xét nếu mà mình có thể giúp như thế nào. Theo mình thấy là mỗi người mà đang bị trục xuất về Việt Nam á, là lúc người ta tới nơi á, thì là cái mà người ta cần nhất á, là nhập nhập khẩu hộ khẩu. I hope I'm saying that right. Nhưng mà nói chung là làm sao để cho người ta có một cái work permit để cho người ta có thể làm việc ở Việt Nam được. Những cái công giống là công tác đó đó là mình thấy đó là ở Việt Nam là vẫn bị kém, giống là người ta tới nơi và người ta không có cách nào để cho có một cái work permit và vân vân tìm cách để đi làm, để tìm cách để sống. Cho nên đó là nhiều khi ở bên Mỹ là mình vẫn phải tìm cách để cho giúp gia đình, để cho ví dụ gửi tiền lại hay là giúp người ta resettle ở Việt Nam. Và thực sự là nó Vâng có rất là vâng. nhiều cái trường hợp. Cái mà mình lo nhất thực sự đó là đương nhiên là cái người trong gia đình mà bị trục xuất là một vấn đề, nhưng mà thực sự là cái gia đình ở lại ở Mỹ bây giờ bị mất một người giống là breadwinner, thì rất là khó và rất là khổ cho mấy người mà ở lại. Cho nên mình Người cũng chủ gia đình phải không ạ? con cái vợ vân vân, cho nên và mình cũng có người phụ nữ bị trục xuất, cho nên nó là gia đình ở lại là cũng là một cái vấn đề ở mà mình đang muốn giúp ở bên Mỹ. Vâng, đây là điều mà anh Tùng cũng có đề cập với tôi khi tôi phỏng vấn anh Tùng cách đây mấy tháng, là anh ấy có nói rằng là nếu như mà tôi bị bắt, tôi phải xa vợ xa con tôi lớn lên không có cha, lỡ nó lại không bình thường, lại mắc sai lầm như tôi thì lại khác gì tôi ngày xưa. Đây là một trong những cái tình trạng rất là trớ trêu mà những người như anh Tùng đang phải rơi gặp phải gặp phải. Có một câu hỏi của một người khán giả đang theo dõi chương trình là họ hỏi rằng là nếu bị trục xuất và không muốn về Việt Nam thì liệu những người này có thể đi nước khác được không? Chị có thông tin gì về vấn đề này không ạ? Thì theo theo mình hiểu á, là cái này không phải là trong cái quyền của cái người đang bị trục xuất. Mỹ á, là cái ý của người ta đó là người ta Mỹ muốn trục xuất mình về cái home giống là home country, and then nếu mà Việt Nam không có nhận á, thì Mỹ có quyền trục xuất anywhere, like nước nào mà nhận mình, cho nên không có phải là trong cái tay của người mà đang bị trong cái trường hợp này. Vâng. Thế chị có nghĩ rằng là cái tình trạng mà người gốc Việt ở Mỹ bị trục xuất về Việt Nam có gia tăng lên là sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền không ạ? 100%. Về cái vấn đề của ông Trump á, là không có phải là mình chỉ có nhìn về cái số lượng người bị trục xuất, nhưng mà cái lo sợ của mình á, là cái số lượng của người mà đang bị giữ lại trong ICE detention, là trong năm nay là ông Trump lên á, là nó tăng lên hơn 40%, và cái này là khắp nơi.
và 40% là mấy người mà giống là trước đây là người ta có thể đi làm, người ta giúp có thể là ở nhà với gia đình của người ta, bây giờ người ta đang ngồi trong tù đang chờ bị trục xuất hay là không, right? Cho nên đó là mình thấy là cái số lượng mà người ta đang bị giữ là cao, và cái số giống là cái how long người ta bị giữ cũng là kéo dài lâu hơn. Cho nên bây giờ mấy cái tổ chức giống mình và những cái tổ chức mà human rights and civil rights organizations là cũng phải chú ý vào cái vấn đề này. Và có rất là nhiều tổ chức civil rights organizations, Asians Americans Advancing Justice mà đang kiện ICE vì cái vấn đề này. Vâng, tôi cũng muốn nói thêm rằng là BBC một thời gian qua, kể từ ngày từ cuối 2017, chúng tôi lại luôn luôn cập nhật các tin tức về vấn đề này. Quý vị có thể theo dõi ở trên trang web của chúng tôi bbcvietnamese.com. Và tôi xin nhắc lại là quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Bàn tròn thứ 5 của BBC Việt ngữ, chủ đề tuần này ngày 28 tháng 6 đó là Bị người trục xuất Việt về Việt ở Mỹ Nam. bị trục xuất về Việt Nam. Vâng, thế thì chị có lời khuyên gì dành cho những người bị trục xuất đang ở trong diện bị trục xuất như anh Tùng và những người là đã bị trục xuất về Việt Nam như ông Cường ạ? Thì những cái lời nói bây giờ đó là rất là đơn giản, là bây giờ đó là cái thời gian mà mình phải chuẩn bị là số 1, số 2 là mình phải bằng tiếng Anh mình kêu bằng join immigrant rights organizations that are near you. Thực sự là Nancy mới nói ra mấy cái tổ chức mà làm việc á, thì Linh thấy á, là mình không có trong nhiều tiểu bang, ví dụ là mình có khoảng 6 tổ chức trong khoảng 4 tiểu bang, nó không có đủ. Cho nên nhưng mà tiểu bang nào cũng có một cái tổ chức, hai cái tổ chức mà làm về nhân quyền của người di cư, immigrant rights organizations, và nên nên liên lạc với mấy cái tổ chức này, nên giúp mấy cái tổ chức này biết về cái tình trạng của mình, để cho mình số một có là hiểu những cái luật mà đang thay đổi. Tại vì bây giờ đó là luật ở Mỹ về di cư thay đổi hàng ngày, right, hàng tuần. Cho nên đó là rất là quan trọng để cho mình giống là join với một cái tổ chức gần mình. Hai nữa đó là mình phải chuẩn bị trong gia đình của mình, và mình nên nói ra cho những cái những người lãnh đạo trong cộng đồng của mình. Ví dụ mình có nhiều người Việt bây giờ đó là đang đang trong cái trường hợp này mà rất là bị ashamed, bị ngại, Ở không có xã muốn hội nói ra, hả ạ? dạ vâng, xấu hổ mà không muốn nói ra cho gia đình của mình biết, con cái của mình biết. Nhưng mà mình đã có bị một cái vấn đề mà có một anh mà bị ICE bắt, và trong cái thời gian mà ICE bắt ảnh ở trong tù là người ta ảnh cứ nói con của ảnh là giống là ảnh đi làm xa, ảnh đi làm xa, cho nên nó là đương nhiên đó là cái này là một cái vấn đề mà khó khăn mà mình phải hiểu là cái này là không phải vì mình không đưa mọi người này là đúng là đã làm cái gì đó trong trong quá khứ mà người ta bị giao tù rồi, đúng là bằng tiếng Anh mình kêu là they already paid their debt to society. Bây giờ ICE tới tới mà bắt và tới mà bắt, cái này là không phải là về mình, mà cái này là về vì bây giờ mình đang sống ở dưới một cái administration với ông Trump, là người ta giống là rất là đàn áp về cái vấn đề này, về giống người ta không muốn ai vô và ai ở đây thì người ta cứ muốn đẩy ha. So cái này là một cái mà Nancy muốn đưa ra cho Vâng. Vâng. Thế cho em hỏi là các tổ chức như là Vietlead và AAJ thì có đã nêu các vấn đề này các vị dân biểu ở ở bang California hay là bang như là bang chị đang ở là bang North Carolina chưa, để đem lên quốc hội để trình lên để đã nêu ra vấn đề chưa ạ? thì xin lỗi Nancy đang ở Philadelphia Pennsylvania, cho nên là mỗi cái vùng á, là mình đang làm việc và vận động với mấy người nhân biểu, ý nghĩa là politicians, right, là mấy người city council mayor. Thực sự là ví dụ Philadelphia là một cái thành phố người ta kêu bằng sanctuary city, cho nên là những người giống là thị trưởng này kia trong thành phố của mình là rất là supportive. Nhưng ICE vẫn tìm cách để vô, so mình phải làm rất là nhiều việc để cho đưa cái vấn đề này ra. Nhiều nhiều mấy cái người nhân biểu người ta nghĩ là cái vấn đề di cư là nó chỉ có ảnh hưởng mấy cái cộng đồng Latin, nhưng mà thực sự là ảnh hưởng mấy người cộng đồng Á Đông luôn. Cho nên cái này là một trong những cái công việc mình phải tiếp tục làm. Vâng. Trước khi kết thúc với chị thì em muốn đọc thêm một câu bình luận phân tích của luật sư Tín Nguyễn, người cũng đang hỗ trợ pháp lý cho rất nhiều người Việt đang trong diện bị trục xuất và đã bị trục xuất như là ông Cường. Ông Tín
Cách đây một vài tuần thì ông có trả lời phỏng vấn của BBC Việt ngữ và ông ấy nói rằng là khả năng những người đã bị trục xuất về Việt Nam, khả năng trở về Mỹ của họ là rất thấp. Ông phân tích rằng là hầu hết những người này đa số là những người tị nạn sang Mỹ đã lâu, họ chỉ có tình trạng thường trú nhân chứ không có quốc tịch Mỹ, tức là có thẻ xanh chứ mà không có quốc tịch Hoa Kỳ. Họ phần đông thuộc tầng lớp lao động nói tiếng Anh không tốt, dù đã sống ở Mỹ hàng chục năm, không hiểu luật pháp Mỹ và cuộc sống bên Mỹ cũng khó khăn. Cần phải chờ đợi tới cuộc bầu cử quốc hội Mỹ tháng 11 này để xem có thay đổi nào cho đảng nắm quyền. Như vậy có thể đưa đến thay đổi trong chính sách đối với người nhập cư và điều quan trọng là cần phải chờ đợi tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Nguyên nhân là do nhiều người này là phạm các tội nặng như là buôn bán ma túy cần sa, nếu phạm tội này thì họ hoàn toàn không có đường để quay lại Mỹ. Và ngoài ra thì phần đông trong số họ thì chỉ có thẻ xanh, không phải công dân Mỹ. Nguyên nhân là trước đây họ chủ quan, không đăng ký nhập quốc tịch vì nghĩ rằng chỉ cần sinh sống hợp pháp và có công việc ở Mỹ là đủ. Tuy nhiên nay dưới thời của ông Trump thì mọi chính sách đều thay đổi. Ông Tín còn nói thêm rằng là Việt Nam cần có một dịch vụ lập ra để chuyên giúp những người bị trục xuất. Như ở Campuchia thì như tôi đã nói lúc trước rằng là có gần một trăm khoảng 100 người Người đã bị Campuchia trục xuất ở Mỹ đã về bị trục xuất Campuchia. về Campuchia, và Campuchia thì họ đã thành lập lên một cái dịch vụ như là gọi là One Love Cambodia. Họ phát quần áo, điện thoại, hỗ trợ giấy tờ, tìm việc làm của nơi ở. Quý vị có khán giả có bình luận hay câu hỏi gì đặt cho khách mời, xin mời quý vị đặt trong phần bình luận ạ. Vâng, tôi cũng muốn xin thông báo rằng là chúng tôi đã cố gắng kết nối với ông Phạm Chí Cường, người đã bị trục xuất về Việt Nam vào cuối năm 2017. Tuy nhiên ông có nói rằng là sau một ngày hôm nay, một ngày tìm kiếm công việc và nhà ở rất là không thành công. Ông quá mệt mỏi và xin từ chối tham gia chương trình. Vâng, chị Nancy có ở đấy không ạ? Dạ vâng. Vâng, chị nghĩ như thế nào về lời phân tích của luật sư Tín Nguyễn ạ? Xin lỗi tại vì hồi nãy là nghe hơi khó. Nancy chỉ có nghe cái vấn cái khúc ở cuối. Nhưng mà đương nhiên đó Vâng. là xin lỗi nói lại. Vâng, chị nói đi ạ. Khúc ở cuối chị nghe được gì ạ? Thì là đương nhiên đó là ở Mỹ cái vấn đề mà bầu cử ở Mỹ là rất là quan trọng là anh Tính nói là cũng rất là đúng. 2022 là một cái năm rất là quan trọng nhưng mà năm nay cũng là rất là quan trọng. Năm nay là midterm elections là có rất là nhiều người đang giống là đang ứng cử, đang muốn lên tại vì bây giờ có nhiều thay đổi quá về vấn đề di cư cho nên là thực sự là mình nên chú ý vào cái cuộc bầu cử trong năm này luôn. Vâng. Thì cần thông tin về cái việc mà Hoa Kỳ về Việt Nam, cái việc mà Hoa Kỳ cứ tiếp tục trục xuất những người đến Hoa Kỳ trước năm 1995 và Việt Nam cũng tiếp tục chấp nhận những người này về, thì chị nghĩ như thế nào về việc mà Hoa Kỳ về Việt Nam, liệu họ có phải là vi phạm cái biên bản ghi nhớ ký năm 2008 không ạ? Thực sự là cái vấn đề mà hợp đồng 2008 là ký bằng hai bên. Mỹ là cũng nói là người ta sẽ không có đưa người người về và Việt Nam nói là người ta không có nhận người trước 95. Thì mình hy vọng là Việt Nam giữ giữ cái đó. Thì bây giờ đó là mình đã biết là 10 người trong năm 2017 là 10 người về Mỹ trước năm 95 đã bị trục xuất về. Mình hy vọng là Việt Nam là không không nhận người nào nữa trước năm 95 tại vì cái hợp đồng bây giờ cái hợp đồng nó không có thay đổi. Nhưng mà mình hiểu là bên Mỹ là người ta giống là đang using international pressure để cho thúc đẩy Việt Vâng, Nam áp lực quốc tế. nhận người lại. Nhưng có nhiều nước là đang nhìn cái hợp đồng của Mỹ về về Việt Nam và đang có nhiều hy vọng là Việt Nam sẽ không có thay đổi. Ví dụ nước Campuchia, ví dụ nước Lào, mỗi cái nước mà đang bị mà đã bị trong cái cuộc chiến tranh giữa Việt Nam với Mỹ là đang xem xét là Việt Nam có thay đổi như thế nào. Vâng. Có một người hỏi là Lê Hoàng Anh hỏi rằng là cộng đồng người người Hoa ở Mỹ có bị trục xuất không ạ? Chị có thông tin gì về điều này không ạ? Dạ vâng thì người mỗi mỗi cộng đồng là mỗi nước là có một cái hợp đồng trục xuất khác. Người Hoa với China, người người Lào, người Campuchia, người Việt.
À, cho nên là mình biết là có người người Hoa bị trục xuất luôn. À, vâng. Vâng. Vậy thì đây câu hỏi cuối cùng mà chương trình có muốn dành cho chị đó là chị nghĩ rằng là cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, theo như tôi biết thì là có khoảng hơn 1 triệu người Việt đang sinh sống ở Hoa Kỳ đó, thì chị nghĩ là người Việt ở Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ có thể làm gì để giúp đỡ những người như là anh Tùng và anh Cường ạ? Thì Nancy cũng muốn nhấn lại cái câu nói của anh Tùng á, là hy vọng là cộng đồng người Việt của mình á, là hiểu cái sự giống là cái vấn đề này và hiểu cái sự phức tạp cho mọi người mà đang bị bối rối trong cái vấn đề này, là mình hy vọng là cộng đồng của mình á, là đoàn kết với nhau giúp đỡ mấy anh chị này là đã biết hiểu lầm, đã vô tù, đã ra tù, đã có gia đình vân vân, và bây giờ là bị ICE theo dõi như vậy và giống là bỏ lại vô tù như vậy là một cái vấn đề hãi hùng. Cho nên là hy vọng là một là người cộng đồng của mình theo dõi, hai donate giúp đỡ mấy gia đình mà bây giờ đang bị tách gia, ba là bầu cử trong năm 2018, nói ra để cho là giống là cộng đồng của mình muốn là những cái gia đình bây giờ mà đang bị tách gia, đang bị separated là cái đó là không đúng, và mình nên giữ cộng đồng, giữ family chung với nhau. Hy vọng là như vậy. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Và cảm ơn chị Nancy Du Nguyễn, giám đốc của Vietlead đã tham gia chương trình ạ. Và xin cảm ơn quý vị khán giả đã đang theo dõi chương trình và đặt câu hỏi và bình luận. Mời các bạn và quý vị tiếp tục theo dõi BBC Việt ngữ trên trang web của chúng tôi là bbcvietnamese.com, trên Facebook cũng như là trên kênh YouTube. Và xin gặp lại với quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.